Chào mọi người nhé, hôm nay chúng ta sẽ học về số nguyên tố nhé.
Đây này, số nguyên tố này, hợp số này. Hợp số nó có thể sắp xếp được thành các hình chữ nhật, còn số nguyên tố thì không. Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn một, không phải là tích của hai số tự nhiên nhỏ hơn. Nói cái khác, số nguyên tố là những số chỉ có đúng con số 1 và chính nó. Các số tự nhiên lớn hơn một không phải là ôm nguyên tố, nó gọi là hợp số. Chẳng hạn 5 là số nguyên tố, bởi vì cách duy nhất để viết nó dưới dạng một tích 4 nhân 5 hoặc là 5 nhân 1 là một thừa số của số 5. Tuy nhiên 6 là hợp số vì nó là tích của hai số 2 nhân 3. Số nguyên tố là nội dung trọng tâm lý thuyết số theo định lý cơ bản là số học. Mỗi số tự nhiên lớn hơn một hoặc số nguyên tố hoặc có thể là được phân tích ra thừa số nguyên tố hoặc một cách duy nhất là xê xích một phép hoán vị. Thứ nhất với nó là dạng như vậy. Một tích là có một thừa số chính là số 5. Tuy nhiên sáu là hợp số vì nó là tích của hai số 2 nhân 3 mà có hai số đều nhỏ hơn 6.
Số nguyên tố là một nội dung trọng tâm trong lý thuyết số. Theo định lý cơ bản số học, mọi số tự nhiên lớn hơn một hoặc là số nguyên tố có thể là phân tích ra một thử số nguyên tố một cách duy nhất, siêu xích các phép hoán vị. Tính chất nó nguyên tố được tính là nguyên tố, một phương pháp đơn giản kiểm tra tính nguyên tố của một số số được gọi là giải thuật chiết trực kiểm tra. Có phải là bội số? Với bất kỳ số nguyên nào xoay và không. Một số thuật toán khác bao gồm phép kiểm tra Minor-Rabin tuy nhanh nhưng xác suất nhỏ cho kết quả sai. Theo kiểm tra tính nguyên tố AKS vốn cho lời giải đúng như trong khoảng thời gian ta thức nhưng quá chậm để áp dụng trong thực tế rằng ngoài ra còn có một số thuật toán nhanh dành cho các số dạng đặc biệt chẳng hạn như số nguyên tố Mersenne. Thế này số nguyên tố lớn nhất thứ biệt nguyên tố Mersenne có 24.000 chữ số 862-48 được khám phá vào tháng 12 năm 2018. Có vô số nguyên tố như là Euclid chứng minh vào khoảng năm 300 trước công nguyên hầu như không có công thức đơn giản nào để phân biệt số nguyên tố hợp số. Tuy nhiên, sự phân phối các số nguyên tố trong tổ hợp các số tự nhiên trong một khoảng giá trị lớn có thể đổi được mô hình hóa theo thống kê. Kết quả đầu tiên theo ông đó định lý về nguyên tố kiểm chứng minh của thế kỷ 19 cho rằng xác suất để tạo ra bất kỳ một nguyên tố lỉ là nghịch với các nguyên tố nó nghĩa là với logarit của nó.
Một số bài toán lịch sử liên quan đến nguyên tố vẫn chưa có lời giải. Chúng bao gồm các giả thuyết của Cohn-Bách cho rằng mỗi số nguyên chẵn lớn lại nó có thể được biểu diễn thành tổng các số nguyên tố, và phỏng đoán về số nguyên tố sinh đôi cho rằng có vô số các nguyên tố chỉ có thể là chẵn giữa chúng. Những bài toán như thế có thể góp phần thúc đẩy của nhiều sự phát triển khác nhau. Nhánh trong lý thuyết số tập trung về khía cạnh đại số và giải tích của số nguyên tố ứng dụng trong một số lĩnh vực của công nghệ thông tin, chẳng hạn như mật mã hóa quá công khai dựa vào sự phức tạp trong phân tích của các số nguyên lớn ra thừa số nguyên tố trong số trừu tượng. Còn có một đối tượng khác đặc điểm giống với một số nguyên tố trong gồm phần tử nguyên tố và ideal nguyên tố, định nghĩa và từ một số tự nhiên 1 2 4 6 chấm chấm số nguyên tố nếu nó lớn một và không thể được biểu diễn thành tích của hai số nhiên lớn khác một. Trong đó phần tử nguyên tố định nghĩa và số tự nhiên không phải là một số nguyên. Tố là nói hợp số cách khác là nguyên tố nếu được phân chia thành nhiều nhóm khác nhau. Hôm nhớ là chấm chấm sẽ được sử dụng xếp hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng nhiều hơn một dấu chấm, chẳng hạn như các dấu 1 đến 6, 2, 3, 5 nguyên tố. Vì không số nào mà khác được chế được chúng dư bằng không. Một không phải là số nguyên tố vì nó đã được loại trừ ra khỏi định nghĩa 4 bằng 2 nhân 2 bằng 6 2 nhân 3 đều là hợp số.
Hình minh họa cho thấy 7 số nguyên tố, không có số nào trong ngay là có thể 2 3 5 6 có thể chia cho 7. Một nguyên tố từ ý tưởng của nó có thể là một ước dương hoặc là một số chính nó. Ngoài ra có một cách diễn đạt khác, nó là nguyên tố nếu hơn một và không có số nào trong các số để chia hết được nó. Là một số có thể ước khác là không thể là nguyên tố, từ đó ý tưởng đó ta thì định nghĩa về số nguyên tố, đó là những hai ước dương là một chính nó ngoài ra. Hai nhăm số nguyên tố đầu tiên, tất cả là các số nguyên tố nhỏ hơn 100 là 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 53, 59, 61, 61, 61, dãy số A 0000 trong bảng OLED không có số chẵn lớn hơn hai số nào là nguyên tố, vì một số chẵn bất kỳ có thể được biểu diễn thành. Sau đó số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất tất cả nguyên tố ngoài số 2 là số lẻ và nó gọi là số nguyên tố lẻ. Con đi gửi lại rồi. Vừa bấm lại rồi đấy. Là đều là 1, 3, 5, 7, 9. Tất cả số tận cùng là chữ số khác nhau. Đều là hợp số. Số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 hoặc là chẵn. Và số tận cùng là 0, 5 thì chia hết chọn 5. Thằng người tên là Định. Định 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 ừ. 7 tí thôi. Đâu? Cái này có kia con viên chức trên số 10 đi ô tô đi. Thằng đi ô tô à?
không không có tôi nhưng mà nếu xe mà có ô tô mà là ô tô điện thân nhất là không bán này chắc là không không bán được cái đất không thì thằng đấy nó ấy mà tôi mấy cái thằng ấy đấy cái hả? tức là đất là đất mặt đường Thì biết rồi, nghĩ là nó ừ này anh thiên giản địa thì thằng em ăn chi này 4 tỷ thế còn tiêu thằng không này không mình không biết nhỉ không phải bán ý này cho nó mặt thơm như nhỏ rồi nhưng mà chứ không đi làm gì thì con cô nào cũng vậy nhưng mà này lúc khi không được em bay ra đi con làm đâu đấy rồi ừ mấy tí nhỉ ừ cái này tiền như nước tiền như chắc không có 3 tỷ ra thì cũng nghe tổ đâu chả nếu là ra mua bằng mặt hết xám bán bằng cái quạt cho nó mặt méo nữa rồi hả tương tự như vậy viết trong hệ thập phân tất cả các số nguyên tố lớn hơn 5 đều có tận cùng 13 là 79 các số tận cùng là những số khác đều là hợp số số tận cùng là 0 2 4 6 8 số chẵn và các số tận cùng 0 và 5 thì chia hết cho 5 đầu vào các nguyên tố được ký hiệu là giấy gói zin giấy gói zin từ khoảng 1550 trước công nguyên có chứa các khai triển phân số Ai Cập theo nhiều dạng khác nhau cho các số nguyên tố và hợp số. Tuy nhiên các công trình nghiên cứu cụ thể về số nguyên tố được lưu lại sớm nhất đến từ toán học. Thế nào cổ đại bộ cơ sổ Euclid khoảng 300 trước công nguyên có ông cũng phỏng đoán rằng nhưng không chứng minh được một nhà toán học Hồi giáo khác Isbanat Samaskuran tìm ra sẵn sàng tạo ra số cách xây dựng xong chứng minh rằng được rằng một nhà toán học Hồi giáo khác Bin tìm ra sẵn sàng có thể đẩy được đến nhanh khi kiểm tra các ước số lớn đến căn bậc 2 của lớn nhất để kiểm tra
năm 1640. Paris de Fermat, phát biểu định lý nhỏ. Fermat về sau được Euler chứng minh format, nghiên cứu về kiểm tra tính nguyên tố của Fermat và Mersenne, nghiên cứu số nguyên tố Mersenne, số nguyên tố có dạng với những nguyên tố trong thư gửi Euler vào năm 1742. Chit-Wan-Schwabach phát biểu giả thuyết rằng, Schwabach cho rằng mỗi số chẵn đều là tổng hai số nguyên tố Euclid, chứng minh rằng giả thuyết của Einstein về sau gọi là định lý Euclid.
nhiều bách. Ông giới thiệu các phương pháp đã được ứng dụng từ giải tích toán học trong lĩnh vực đầu thế kỷ 19, Legendre và Gauss đưa ra rằng vô hạn thì số lượng nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng tiệm cận về với logarit tự nhiên. Ý tưởng của sự tồn tại đầu thế kỷ số lượng, ý tưởng chứng minh có phần vạch ra hướng để chứng minh rằng phỏng đoán đó mặc dù là một hệ liên quan đến giả thuyết Zeeman nhưng vẫn chưa có lời giải. Đại cương của Zeeman được hoàn thành vào năm 1896. Hans Rama và Lev Vincent Putin. Các thuật toán giới hạn cụ thể và format 581817 và định lý Pupp khoảng 1878 kiểm tra Lucas Lehmann 18 phân tán
quan niệm rằng nguyên tố ít được ứng dụng ngoài toán học thuần túy đã bị xóa bỏ vào những năm 1970. Khi mật mã công khai và mã hóa RSA được phát minh dựa trên nguyên tố đó. Tầm quan trọng ngày càng lớn. Quan trên máy dẫn đến sự phát triển của nhiều thuật toán khác thể hiện được với các rất lớn không phụ thuộc bất kỳ dạng đặc biệt nào. Tính nguyên của nguyên tố số 1. Đa số nhà toán học khi nào cổ không cho rằng một số nên học không xét tính nguyên tố của nó. Một số nhà toán học thời điểm đó cũng đã cho rằng số nguyên tố được từ sự chia nhỏ các số lẻ nên xem số 2 là số nguyên tố. Tuy nhiên, Euclid và đa số nhà toán học khi nào cổ xem là 2 số nguyên tố. Các nhà khoa học Hồi giáo cũng nối tiếp nhau theo Hy Lạp không công nhận là một số. Nếu định nghĩa số nguyên tố bị thay đổi để công nhận là một số nguyên tố, định lý liên quan nó sẽ được diễn đạt một cách rất là rắc rối. Như vậy chẳng hạn định lý cơ bản của số học khi đó nó bị sửa lại về mặt phân tích thành có nguyên tố nó lớn một vì mọi số đều vô cách phân tích và trong đó một số xuất hiện với phân nhiễm bất kỳ. Tương tự là sàng Eutheros và cũng không hoạt động đúng cách. Khi đó loại bỏ tất cả các bội của một, tức là tất cả các số khác và cho đầu ra thì chỉ duy nhất là số 1. Một số tính chất của nó không đúng với số 1, ví dụ công thức hàm Euler hoặc hàm tổng số khác nhau nguyên tố so với một. Đến đầu thế kỷ 20, các nhà toán học bắt đầu thừa nhận rằng số 1 không nằm trong danh sách các số nguyên tố mà thay vào đó nằm trong khái niệm đặc biệt đơn vị ký thuyết là phẳng. Tính chất cơ bản, sự phân tích duy nhất của nó. Trong
trong ví dụ 1 trên số 3 xuất hiện 2 lần và bình phương hay lũy thừa bậc 2 3 tầm quan trọng thiết yếu của nguyên tố trong lý thuyết và toán học nói chung được định lý cơ bản của số học. Nguyên tố gọi định lý này phát biểu là số nguyên nào lớn hơn delta có thể được viết thành tích của một hoặc nhiều số nguyên tố hơn nữa, tích đó là duy nhất vì dễ thấy rằng trong phân tích nguyên tố còn cùng một số các thử số nguyên tố luôn xuất hiện với số lần bằng nhau dù thứ tự của chúng có thể là khác nhau. Do đó mặc dù có nhiều cách khác nhau thì tìm cách phân tích một số thông qua thuật toán phân tích số nguyên nhưng chúng đều phải cho cùng một kết quả và số nguyên tố như vậy gọi là khối cảnh cơ bản của tự nhiên. À, được chứng minh về tính duy nhất của nó là phân tích nguyên dựa vào bố đẻ Euclid. Nếu là nguyên tố và chia hết một tích với số nguyên thì cũng chia hết được cả hai. Hoặc ngược lại, nếu một số có tính chất chia hết một tích thì nó là chia hết một số thừa tích thì nguyên tố là tồn tại vô số nguyên tố. Bài viết định lý Euclid có vô số các số nguyên tố, nói cách khác các dãy số nguyên tố là 2 3 5 7. Không bao giờ kết thúc. Phát biểu trên còn dưới là định lý Euclid theo tên nhà toán học Hy Lạp cổ đại này rằng một số cách chứng minh khác của sự tồn tại của vô số nguyên tố bao gồm một chứng minh rằng mình giải tích Euler, chứng minh của Goldbach dựa trên Fermat, chứng minh Furstenberg từ Popper học hay là cách chứng minh đơn giản là Kuhn.
Theo định lý cơ bản về số học thì có một phân tích nguyên tố với một hoặc nhiều thừa số nguyên tố có thể được chia hết bởi bất kỳ một thừa số nào trong tích trên, nhưng lại có phần dư bằng một khi được chia bất kỳ số nguyên tố nào trong tập hợp đã cho, nên không có thừa số nguyên tố nào của nó trong tập hợp đó. Vì không tồn tại một tập hợp hữu hạn nào cho tất cả các số nguyên tố nên phải có vô số nguyên tố. Với một hoặc nhiều thừa số nguyên tố. Vì không tồn tại một tập hữu hạn chứa tất cả nguyên tố nên phải là vô số nguyên tố, mà theo các số tạo ra được cộng thêm một tích ở số nguyên tố nhỏ nhất được gọi là Euclid. Năm số Euclid đầu tiên là số nguyên tố nhưng số Euclid thứ sáu. Không số nguyên tố cho duy nhất các giá trị nguyên tố, tuy nhiên có một số biểu thức có thể tạo ra các giá trị nguyên tố nhưng hiệu quả hoạt động là khá thấp. Một công thức như thế dựa trên định lý Wilson và có thể cho giá trị hai lần hoặc các giá trị nguyên tố khác đúng một lần. Một hệ phương trình Diophantine gồm 9 số là một tham số khi chỉ về hệ phương trình thu được có một nghiệm trên tập hợp một số tự nhiên. Tính chất đó có thể là dùng để suy ra một công thức với tính chất là tất cả các giá trị vuông của nó đều là nguyên tố. Các số nguyên tố tự nhiên bất kỳ công thức thứ nhất, bất kỳ số lý thừa nào. Tuy nhiên công thức phải tạo ra số nguyên tố để dễ tính. Hoặc các bài toán mở nếu có nhiều giả thuyết như vậy. Tuy nhiên với một số tuy nhiên các ngày hữu ích chỉ cần tạo ra một số nguyên tố trước tiên để tính hoặc là các bài toán mở. Một trong giả thuyết Goldbach
cho rằng nguyên tố đủ lớn để vượt qua thành tổng có 3 nguyên tố, còn theo định lý Chern một số nguyên chẵn thì có thể là được biểu diễn thành tổng. Đồng thời một số nguyên chẵn hơn 10 nó có thể được viết thành tổng của 6 nguyên tố. Nhanh của lý thuyết và các số nghiên cứu bài toán như thế được gọi là lý thuyết cộng tính số, một dạng bài toán liên quan đến khoảng cách nguyên tố. Chẳng hãy chứa hợp số tự nhiên, tuy nhiên khoảng cách nguyên tố lúc này bắt đầu xuất hiện sớm hơn thời điểm mà lập luận này nó cho, chẳng hạn khoảng cách nguyên tố độ dài bằng 8 năm. Dài bằng 8 năm giữa hai số 8997 nhỏ hơn. Nhỏ hơn với số có giả thuyết cho rằng vô số cặp.